Kính thưa quý vị, vào tối ngày 31 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 6 năm Quý Mão, tỉnh xá Ngọc Sơn, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đến bà con Phật tử và trao 50 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Tham dự buổi tuyên truyền có Đại Đức Thích Minh Hậu, Phó Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, trụ trì tỉnh xá Ngọc Sơn. Về phía đoàn tuyên truyền và chính quyền tham dự có Trung tá Huỳnh Quốc Thắng, đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Kiên Giang, ông Phạm Thống Nhất, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Kiên Giang, ông Tô Minh Phụng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Thanh, ông Trần Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Thanh, ông Vũ Văn Điệp, trưởng Công an phường Vĩnh Thanh và quý Phật tử đồng tham dự. Tại đây, Đại Đức Thích Minh Hậu thay lời ban tổ chức trân trọng tri ân Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ có buổi tuyên truyền nhằm chia sẻ những thông tin bổ ích, vận động kịp thời giúp quý Phật tử, bà con nhân dân tích cực tìm hiểu tuyên truyền, tuân thủ pháp luật nói chung và luật giao thông đường bộ nói riêng, mang lại sự an toàn hạnh phúc cho mọi người và toàn xã hội trong công tác tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang, Thiếu tá Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ đến quý Phật tử một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra, tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ của một số thanh thiếu niên hiện nay, nhất là việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Đồng thời, phổ biến những nội dung cơ bản về luật an toàn giao thông như các quy tắc tham gia giao thông an toàn, hình thức và mức xử phạt đối với nhóm các hành vi vi phạm phổ biến. Dịp này, tỉnh xá Ngọc Sơn trao tặng 50 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nơi đây. Mỗi phần gồm 5 ký gạo, 1 thùng mì và nhu yếu phẩm trị giá mỗi phần là 200.000 đồng, tổng trị giá 50 phần là 10 triệu đồng.